Trước khi bắt đầu video của buổi trưa ngày hôm nay thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến một bạn khán giả có nickname là Cá Mập Ăn Chay. Wow, một cái tên mà rất là ấn tượng. Mình tin tưởng rằng nếu mà bạn đặt cái tên này trong game ấy thì sẽ là một cái điều gì đó rất là nổi bật đây. Thì bạn ấy có bảo là lâu lâu tặng ủng hộ mình một lần để lên TV, mong mình review hoặc cosplay hầm của bạn. Bạn ấy có gửi ID thì chốc mình sẽ xem nào cái hầm của bạn ấy có đủ điều kiện để mình cosplay hay không nhá. Còn nếu mà không đủ điều kiện ấy thì mình sẽ gọi là review thôi. Bạn ấy cũng bảo là phát hiện về một cái lỗi hay là tính năng khi Orion bắn dấu ấn vào con Agent trước khi mà nó bật khiên thì khả năng tăng sát thương của dấu ấn lại tác động lên khiên của Agent, vì bạn ấy đã làm nhiều lần rồi. Đó là cái này mình nghĩ nó cũng hợp lý thôi, kiểu giống như Panther chẳng hạn ấy, thì nó có cái độ delay nhất định để cái khiên nó hoạt động ấy, thì con Orion cũng vậy, thì con Orion nó cần một cái quãng thời gian để nó ném cái cục khiên ấy ra ấy, để nó quăng cái cục khiên xuống đất này, xong cục khiên mới triển khai lên này. Đấy, thì mình nghĩ là trong cái khoảng thời gian đó mà bạn tích được dấu ấn thì hoàn toàn vẫn có cơ hội để tấn công một con Agent khi mà nó đã có khiên nha. Một lần nữa thì mình cảm ơn bạn Cá Mập Ăn Chay rất là nhiều nha. Chơi 2v2 này, lời khuyên cho các bạn là đừng có lên cao vội nha, để xem đối phương tình hình là thế nào nha. Ví dụ đây này, ví dụ đây này. Rồi. Kìa, đứng kìa. Này thì đứng này, các bạn thấy chưa? Chủ quan nó là vậy đó. Các bạn tuyệt đối đừng có chủ quan nha. Một kẽ hở nha. Thấy đúng cái chân luôn các bạn ạ. Được rồi, thì đây chính là hầm của bạn ý nhá, 6k lực chiến, hoàn toàn thừa rồi. Yêu cầu mình đặt ra khi mà cosplay là hầm của các bạn phải đạt tối thiểu là 5.000 lực chiến các bạn nhé. Một con Eclipse với tia trọng lực 10 này, Button với minigun 8 à? Wow, hình như là mình chưa có mua minigun 8 rồi. Panther với bệ pháo 12, Nest Launcher 12, Shirt với Ember Gun 8 và 12 à? Bạn này chuẩn bị lên ấy được rồi, lắp được đôi 12 rồi. Rất hợp lý đấy. Orion với một bên M16 nâng cấp dần là vừa. Nhìn cái màu combo này mình thừa biết là bạn ý lắp cái 8 này cho nó tạm, còn bạn ý không nâng cấp. Rất chuẩn ý mình luôn ấy. Các bạn nên chơi kiểu này nhá. Hãy đầu tư vào cái combo thực sự chơi lâu ấy. Chứ còn cái Ember Gun 8 này mà bây giờ kiểu rõ ràng ấy là hiện tại nó yếu ấy, mà các bạn cứ nâng lên để chơi nó sẽ rất phí tài nguyên. Đấy, bạn ấy đã chuẩn bị gần xong rồi, chuẩn bị lên tím con này, lắp hai bên Ember Gun này là ngon rồi. Ôi, con này thì mình chưa có mua minigun nhỉ, không biết chốc mình phải lắp thế nào đây. Rồi còn lại thì rất là ok nhá. Rồi mình gặp anh bạn Nhật Bản này. Mình sẽ ra đây này, Orion đi, là Orion nhá. Con này siêu pháo 16 này. Đang có cái nhiệm sự kiện 2v2 nhận 100 O-coin ấy mọi người, nên là mình nghĩ trong này sẽ khá là đông. Cái gì đây? Được. Hơi khó nha. Cái bản đồ này mà gặp shirt thì nó khá là linh hoạt nha. Chơi con này đi cái này. Được. Rồi, thôi xác định rồi. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nha. Anh em có lên không? Hay nhá, cái lúc đứng nhìn thì mình hết đạn là mới đau này. Anh nhìn mình dùng combo gì thì phải. Từ từ, mình không thể để lộ bản thân được. Ôi vẫn còn này. Vẫn còn này. Ôi 1 HP này. Cái này mình ra phòng đĩa mình vỉa cho cái thì thôi, thì xác định chứ còn gì nữa. Có nên ra phòng đĩa không nhỉ? Mà con shirt này nó khá nguy hiểm á, nên mình nghĩ là Scorpion này sẽ lo được. Đây, đứng ra trêu ngươi á. Nào, nghe nào. Rồi ôi, xác định luôn chứ còn gì nữa. Anh bạn đứng như thế thì nói chung còn 1 HP như vậy thì cũng khó lắm. Cối á. Chạy thôi. Ui, vẫn đau ấy. Như này chơi cối à.
Mình biết là công nghệ nó cũng chẳng được cái gì là bao. Mình bạn này đúng là sai lầm luôn á. Thôi mình chạy về nhá. Chạy về các bạn ạ. Không nên lên cao. Chơi 2v2 này nhá, lời khuyên cho các bạn là đừng có lên cao vội nhá. Để xem đối phương tình hình là thế nào nhá. Ví dụ đây này, ví dụ đây này. Một phát là bay luôn các bạn. Bay cái gì thì các bạn tự biết nha. Một phát là bay luôn. Ngấp nghế thôi. Một giây thôi là nhớ nhau. Nhớ nhau cả đời nha. 200 nha, 200 nha. 200k HP nha. 200k HP nha. Giờ mình xử con này đã. Con này nó khá. Rồi, dấu ấn này ra đây nha. Cái này mà có khẩu phóng đĩa bắn một phát thì ok kìa. Khá là táo bạo nha. Rồi nha. Đứng may đấy. Rồi thôi xác định rồi. Xác định chứ còn cái gì nữa. Bạn này nghe có vẻ hơi hấp tấp nhỉ. Mình thấy là đang có cái sự hấp tấp rồi đây. Ok. Khá thương nổi. Cái gì đấy. Nhìn bình tĩnh nào anh ơi. Chúng ta có thể nói chuyện mà. Bạn cho phát nó bay này. Mình đứng vào đây là được ấy mà. Cối trong cái bản đồ này thì cũng bình thường thôi. Ném đây. Ném hộ cái. Ném hộ nha. Từ từ nha, mình cho con button này. Rồi. Ôi, khác bay luôn ạ. Nia này vẫn đứng ở đây á. Mình vẫn bị lộ tầm nhìn rồi nên là mình cũng không... chạy lên quận. Ơi, không được rồi. Có nên... Thôi mình cứ liều nha. Không được. Tom Panther này. Tông đây. Đấy, tông với chúng tôi này. Chạy được không đây? Chạy được nha. Một phát nữa. Một rồi, chạy nha. Đứng tạm ở đây đã. Đứng ở đây lùi nha. Đó. Này thì... Ui, sát thương nó cao quá. Ôi, xác định luôn. Anh bạn Nhật Bản này hơi đen nha. Mình sẽ ra... Đây, con bài này này. Con bài này khá là khó chịu. Gần hết giờ rồi. Áp đảo quá. Cứ tưởng anh bạn này thế nào nhưng mà cũng... Ok. Mười điểm. Mười tròn. Oh, lại cái bản đồ này. Rồi. Xem nào anh bạn này như nào đây. Lại cứ lại bắn tỉa thôi. Chứ biết sao giờ. 3, 2, 1, go. Get out of my way. Để xem. Panther. Mình chưa lộ tầm nhìn nha. Cái lợi thế là không được lộ tầm nhìn đó. Đối phương sẽ chủ quan. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn chỉ cần không lộ tầm nhìn đầu trận là được. Đối phương sẽ chủ quan nha. Mà chủ quan thì... Ra đây anh ơi. Em AFK rồi anh ơi. Ra đây nhìn này. Ra đây. Không được rồi. Con này kỳ đà cắn mũi quá. Rồi. Kìa, đứng kìa. Này thì đứng này. Các bạn thấy chưa? Chủ quan nó là vậy đó. Các bạn tuyệt đối đừng có chủ quan nha. Gặp mấy cái thanh niên nào mà cứ đứng kiểu này này. Các bạn phải cẩn thận nha. Đừng có... Này. Ôi cối nè, cối à. Nào, thò cái đầu lên. Mình không bị lộ tầm nhìn. Cái đầu đâu? Anh ơi. Lên anh ơi. Ôi không được rồi. Từ bình tĩnh nào. Mình chưa bị lộ tầm nhìn nha. Ngon. Cái lợi thế đây này. Rồi không nhìn thấy mình đâu. Biết mình đứng ở đây rồi mà không có tầm để bắn ấy các bạn. Giống kiểu đây này. Đấy, mình nhìn thấy cái lưng rồi này. Đấy, nhưng mà mình cũng không... Nếu mà mình dùng cối mình không chơi được đâu. Đấy, cứ đứng này. Nói chung là cũng có cái sự rút kinh nghiệm rồi đó. Nhưng mà quá là muộn rồi. Cứ bình tĩnh thôi. Thật ra mình công lên cũng được nha. Trong hoàn cảnh này mình công lên là được nha. Mình hoàn toàn... Rồi, ném rồi. Mình công lên nha. Chạy được không đây? Chạy được. Chạy thoải mái. Rồi. Tầm này mình đợi một lần bứt tốc nữa thì mình lên nha. Có được không? Rồi, không ném được đâu. Trên này, trên đỉnh đầu này mình có cái máy mà. Ném thế quá nào được. Rồi, thôi win rồi. Cũng không nhất thiết phải lại gần đâu. À cái gì? Cái gì cơ? Bây giờ mình lắm... Đây à? Rồi, tiếp tục nha. Quá là nguy hiểm luôn. Đấy. Nếu mà các bạn chơi vị trí sniper thì cái vấn đề
gọi là ẩn thân ấy, nó rất là quan trọng. Cho dù là mình có cầm con gì đi chăng nữa mà mình ẩn thân được, mình bắn thì anh bạn này cũng xác định thôi. Không cần biết là có khiên hay là không có khiên hay là như thế nào nha. Cái quan trọng là các bạn phải lấy được cái lợi thế đầu trận đấu ấy thì toang ngay. Rồi, nói chung là cái sự bất ngờ nó chỉ ở ván đấu 1 thôi. Ván 2 này anh bạn này chắc chắn là rút kinh nghiệm hơn rồi. Nhưng mà có chắc là rút kinh nghiệm không? Rồi, chắc rút được rồi các bạn ạ. Bây giờ mà hé người ra một cái thì xác định luôn. Không dám ra luôn. Đấy. Mình trêu này, mình trêu này. Mình trêu cho các bạn xem nha. Cái đặc sản. Ơ kìa. Ơ kìa, không được, không được. Từ từ nha. Quăng, quăng cái tổ này. Hàng rào gần hết chưa? Ôi, thôi đi. Em đi xa quá chứ còn gì nữa. Lại cối này. Tranh thủ chạy lại gần luôn nha. Rồi, tranh thủ lúc mình chưa bị lộ tầm nhìn nha. Rồi, mình bị lộ tầm nhìn rồi. Ta chạy được lại không đây? Cố lên. Rồi nha, chạy. Rồi. Thế này thì xác định luôn, cứ còn gì nữa. Mình chơi nhây nha. Đâu rồi? Anh ơi. Cho hỏi là... Thôi được rồi, người ta đã thích chơi như vậy thì thôi. Mình định nhây một chút nhưng mà người ta không thích thì thôi vậy. Chứ biết sao giờ. Rồi, con gì đây? Con này cho Mesorak. Tàng hình chạy lên. Ui, né hết, lăng ba bi bộ. Ui, mà vẫn kéo tâm được kịp á. You have won the match. Rồi, mình đến ván đấu cuối cùng nha. Lại gặp lại này. Anh già. Mình sẽ dùng Ember Gun nha. Mình nghĩ anh bạn này... Mình nghĩ anh bạn này cận chiến không có khỏe đâu. Không có khỏe lắm đâu. Nên mình sẽ thăm dò nha các bạn nha. Thăm dò, mình bị lỗ tầm nhìn rồi. Để xem nào. À đây. Thế thì... Ui rồi. Thôi thì ta đã xa nhau chứ còn cái gì nữa. Rất tiếc. Ai khống chế trước á, nhưng mà vấn đề khống chế nó phải ngon ăn cơ. Anh bạn khống chế combo chứ anh bạn sai lầm luôn. Đâu rồi? Chắc ở đây đúng không? Cái màu này thì mình quen lắm. Ở đây các bạn. Rồi, vẫn là con Zephyr nha. Có vẻ như hết đạn thì mình... Ôi. Khống chế mình lâu hơn nha, nhưng mà mình không được rồi. Không được rồi các bạn ạ. Kèo này hơi khó nha. Rồi, đây là một cái góc bắn ngày xưa phóng đĩa rất là mạnh nha. Bây giờ mình sẽ làm lại cái góc bắn này cho các bạn xem này. Ôi kìa. Cái con này nó làm cho cái 4K mấy nhá. Cái con Rick này nó làm cho cái con Widdock này nó áp chế kỹ năng lên người mình á. Mình phải đi ra đây thôi. Góc đây nó bắn đẹp hơn đấy. Cái này không chế rồi, không sợ. Cứ thẳng mặt mà bắn thôi. Rồi, anh bạn này đứng ở sau này nha. Này, đứng ở đây này. Mình kéo cái tâm xuống đây là được mà. Đấy. Chạy lên quận. Ây da. Có chạy được đâu. Tuy rằng sát thương nó bị giảm rất là nhiều ấy, nhưng mà cái độ khó chịu của nó thì không còn đấy. Không thể bỏ qua được đâu. Đâu rồi? À, cánh trái, cánh phải này nha. Rồi, một con brick. Mình xử con này cái đã. Rồi, bắn đập rất là đau này. Nhưng mình win rồi. Không làm gì được mình đâu. Mình win rồi. Mình sẽ thử ra con này đi. Combo này cho nó bất ngờ. Surprise chút xíu nha. Khá là khó chịu đấy. Tuy rằng sốc thì không được. Làm gì anh ơi? Thôi mình gần hết kỹ năng rồi, chạy nha. Mình gần hết kỹ năng rồi nên mình... Ôi kìa! Con kia bị hạ rồi. Tí cho mình thế. Mình không để ý á. Bị con đấy này nó hạ mất tiêu rồi. Mình đang ở đây này. Ba chục mét. Mình nghĩ là mình lướt xuống đây là ăn này. Đó. À. Điêu nhở. Mình thấy là game pha này hơi điêu nha. Kiểu rõ ràng mình khống chế trước rồi ấy.
mà xuống cái thế quái nào ấy, bạn này lại vẫn đâm được một cái nhá. Nhiều pha nó rất là vô lý luôn. Kiểu mình khống chế trước rồi á, mình chạm đất trước rồi. Mà các bạn cũng có thể nhìn mắt nhận thấy nó delay được tầm một chút xíu nhá. Đây này, con Zephyr tiếp này. Rồi ok, mình sẽ ra đây khống chế con này ăn luôn. Anh bạn này phải khống chế chủ động, à nè, thụ động mới chơi được mình cơ. Mình không á thì khó lắm. Ôi không được rồi, không được. Mình lừa cho bắn nhá, mình lừa cho bắn nhá. Bắn đi. Ờ, ngon. Thôi thì xác định rồi. Ôi kìa. Cái gì ấy nhỉ? Phạm vi nổ thì cũng không có. Nhiều cái nó cứ thế nào á, mình cũng chả hiểu luôn. Phạm vi nổ thì anh bạn ấy có phạm vi nổ đâu mà sao nhiều pha nó ảnh nhỉ? Minigun đến đây anh ơi. Bắn đi, bắn đi. Bắn đi. Này thì không bắn này. Cứ trần trừ nãy giờ. Mình đi về đây nha. Xoay hơi chậm. Từ từ, 3, 2, 1 là mình lên mình chuyển luôn nha. Đây rồi. Rồi. Đâu rồi? You have won the match. Thử xem nào. Huy, gặp bạn Huy. Bạn Huy ơi là bạn Huy. Chúng ta sẽ cùng thử solo với bạn Huy phát xem nào nhé. Mình đang định chơi trận nữa để xem nó như thế nào, có gặp anh bạn kia hay không. Mà thế nào gặp bạn Huy. Nào bạn Huy. Ui dồi ôi, sao bạn Huy lại chơi pháo xoáy. Này bắn một phát là bạn Huy bay luôn. Mình chắc là bạn Huy cũng không muốn chơi với mình đâu. Nhưng thôi vậy. Đây mình thử đứng này xem có sợ không nhá. Mình thử đứng này xem có sợ không nhá. Thế quái nào lại gặp người anh em là thế nào. Nào ra đây. Ra đây một viên kẹo nha. Một viên kẹo ấy, đừng có đùa. Được rồi. À tiếp cận mình à, mình sẽ đi xuống đây luôn. À, ai khôn hơn ai. Đòi tiếp cận để ném mình đấy. À, làm cái gì. Bạn Huy à. Này thì bạn Huy, đổi robot không, có đổi hay không. À, có đổi không. Mình bắn đánh động nha. Xác định nha. Xác định luận nhân Huy còn gì nữa. Chơi đi bạn ơi. Chơi đi. Đừng ngần ngại gì nữa. Từ nha. Rồi, thôi. Ok. Rồi bạn Huy đâu ạ? Ui, từ từ bình tĩnh nha. Xác định. Ui, rồi xác định bạn Huy luôn. Bạn Huy hơi đen nha. Pha này có con Scorpio nha. Đây mình sẽ lên đây, chủ động lên đây nha. Spawn ra một cái là chơi luôn này. Một cái là chơi luôn này. Thôi không có rồi. Rồi bên này nha. À, nấp nha, ẩn thân nha. Rồi đứng đây nha. Mình sẽ đứng đây cái đã. Từ từ bình tĩnh nha. Rồi nha. Thế nào, cái góc. Ồ, phóng kỹ. Rồi nhá, né nhá. Né, ui không được rồi. Còn một bên nó cũng khỏe quá. HP mình còn yếu ấy. Một bên cũng rất là khỏe. À, tiếp tục thôi, sniper. Lần này thì bạn ấy cũng hiểu ý mình rồi. Nên là mình sẽ bắn luôn từ bây giờ nha. À, ra đây solo. Tiếc rằng mình đã lắp cánh tay phải. Nên đứng ở bên trái này nó sẽ không. Bắn đi bạn ơi. Hello. Không thấy nhỉ? Đây rồi, bình tĩnh nha. Một phát này. Từ từ nha. Hello bạn ơi. Bắn đi bạn ơi. Hú. Ây da. Sau đó bắn trúng rồi mà cái thế quái nào nó lại không ấy nhỉ? Bắn đi bạn ơi. Ra đây bắn này. Nói chung là lừa người trong clan mình thì khá là khó nhá. Tại vì cái màu của mình người ta cũng hiểu rất là rõ rồi á. Nên để lừa được thì cũng rất là khó nhá. Từ từ này sẽ ra để bắn nhá. Rồi. Ui giời, không được. Quái bụi nhiều quá, mình cũng không. Di tâm nó không có vững á. Không được. Ra đây. Mình bị dính vào bắn rồi đấy. Đây nha.
không được. Rất khó nha, rất khó nha. Tình hình này thì đứng solo đến sáng mai rồi. Không được. Không thể lừa được. Đấy, hai con array mà biết màu của nhau là nó sẽ như thế này đây các bạn này. Đấy, nó sẽ như thế này. À, muộn rồi. Nó sẽ chỉ như này thôi. Ui, con này nó băng. Cái này này, băng này. Mình nghĩ là để tăng cái độ kịch tính thì mình sẽ chơi trận chiến đây. Tăng cái độ kịch tính nha. Ôi. Rồi, đúng rồi. Thế này là vừa này. Mình sẽ tăng cái độ kịch tính cho trò chơi. Ờ, vẫn chưa nhìn thấy mình này. À, nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Bắn nè, bạn ơi. Bắn được hay không đây? Bình tĩnh nha. Mình phải lừa nha. Đổi này, nhìn cái màu này. Cái màu này là đổi đúng không? Bắn à? Bắn à? Bắn đi bạn ơi. Bắn đi. Còn đi. Không bắn chứ nè. Rồi, ôi giời. Không được à? Mình nghĩ là mình sẽ chơi cận chiến luôn này. Chứ kiểu cái màu như vậy thì cũng không đi đến đâu cả nếu mà mình vẫn cố chấp đứng bắn sniper á. Chắc chắn là bạn ý lại chơi chơi con gì đấy? Con gì cơ nhỉ? Hình như con stalker vừa nãy đúng không? Chuẩn luôn rồi, khóa vào mình rồi. Thằng hình ngay. Đâu rồi, cái này đâu rồi? Chưa được. Ok, bình tĩnh nào. Bây giờ mình ra là sẽ đổi ngay. Từ từ nha. Bây giờ mình phi lên một cái là 100% là đổi robot này. Bây giờ phải xử con Scorpion này sẽ ra máy. Ok, mất khá nhiều HP nha. Không có lợi cho mình rồi. Nên lên luôn con. À, thế này thì bạn Huy ơi. Không được rồi, không được cho mình rồi. Làm sao để chạy bây giờ? Mình sẽ đi ở đây này, đứng mạn sườn ở đây này. Ok, không được rồi. Rất là khó cho cái hoàn cảnh luôn nhé. Bây giờ mình ra sniper thì không biết là bạn ý kia đâu rồi ta. Đâu rồi nhỉ? À đây. Một kẽ hở nha. Thấy đúng cái chân luôn các bạn ạ. Thấy đúng cái đuôi con cá luôn á. Rồi chắc bạn ấy lại ra sniper đây. Đâu rồi. Đấy rồi. Thôi mình nghĩ là mình sẽ ra con này đây. Bây giờ bắn sniper thì hai người biết màu của nhau ấy, nó sẽ không đi đến đâu. Và nó sẽ kéo dài cái thế trận đến cuối. Đâu rồi ta? Này, bạn Huy này. Ui.